Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Nói chuyện với cán bộ, bộ đội và nhân dân tỉnh Hòa Bình. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 11, trang thứ 548. Toàn văn của tác phẩm như sau. Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ về thăm đồng bào, cán bộ, bộ đội và các cháu. Đồng bào, cán bộ, bộ đội tỉnh nhà trong kháng chiến đã có nhiều thành tích rất anh dũng. Từ Hòa Bình lập lại, đồng bào đã cố gắng sản xuất, giữ trật tự, trị an, đoàn kết giữa các dân tộc. Như thế là rất tốt. Trung ương Đảng, Chính phủ có lời ngợi khen đồng bào, cán bộ, bộ đội. Ở đây có bộ đội và đồng bào miền Nam tập kết. Bộ đội và đồng bào miền Nam cũng ra sức tăng gia sản xuất, ra sức giúp đỡ đồng bào địa phương. Đồng bào địa phương cũng có quan hệ tình cảm với bộ đội, đồng bào miền Nam tập kết. Như thế là tốt, nhưng cũng cần cố gắng hơn nữa. Bây giờ nói chuyện về làm ăn. Đồng bào tỉnh nhà ngày nay làm ruộng đã biết dùng phân, nhưng những nơi biết dùng còn dùng ít quá, và còn nhiều nơi chưa biết dùng. Nhiều phân thì nhiều lúa, ít phân thì ít lúa, không phân lúa rất xấu. Bỏ nhiều phân rồi phải có nước, phải cày sâu. Có cày sâu, phân mới ăn sâu xuống đất, rễ mới đâm sâu. Rễ có đâm sâu, cây mới cao, mới tốt. Đồng bào trên này cày rất nông, chỉ khoảng 7-8 phân. Ở Trung Quốc, người ta cày 2 gang. Vụ mùa này, đồng bào cố gắng được 2 tấn mốt. So với trước, thế là tiến bộ. Nhưng tiến bộ còn ít, phải cố gắng hơn nữa. Vụ chim tới, trên tỉnh định 30 tạ, xuống huyện lên 34 tạ, có xã định 38 tạ. Nếu biết tổ chức, tuyên truyền, giải thích rõ ràng thì đồng bào sẽ còn cố gắng hơn nữa. Muốn sản xuất nhiều lại phải có tổ chức, vì người càng nhiều sức càng mạnh, làm công việc càng nhanh càng tốt. Nếu ít người sức yếu, làm không nhanh không tốt. Ví dụ làm ruộng thì phải chống hạn bắt sâu. Một gia đình có đào được mương không? Có bắt được hết sâu không? Không. Phải có cả xã, cả huyện, cả tỉnh mới chống được hàng, trừ được sâu. Tỉnh nhà có tiến bộ là đã tổ chức được 6.800 tổ đội công, nhưng tổ thường xuyên còn ít, mới có 2.200 tổ. Mỗi tổ nghe nói chỉ có 3-4 gia đình, tổ nhiều nhất chỉ có 13 gia đình. Như thế là ít quá. Muốn khơi mương, 13 gia đình có làm được không? Không, phải nhiều hơn nữa. Đồng bào Hòa Bình cũng đông người, trước đây chưa tổ chức lại, nay đã biết tổ chức lại, đó là tiến bộ. Nhưng tổ chức còn nhỏ quá, nên tuyên truyền giải thích cho đồng bào hiểu rõ tổ chức to có lợi như thế nào, để đồng bào tự nguyện tự giác tổ chức lại cho to hơn. Về sản xuất, cố gắng sản xuất lương thực, trước hết là thóc. Thế là đúng, nhưng hình như đồng bào chưa chú ý đầy đủ hoa màu như khô, khoai, sắn. Hoa màu cũng cần làm tốt. Muốn làm tốt, muốn lúa tốt, hoa màu tốt, cần nhiều phân. Phân thì có phân xanh, phân người, phân chuồng. Phân người, nước rải, phân chuồng là quý nhất. Muốn có nhiều phân chuồng, phải nuôi nhiều trâu, bò, lợn. Sản xuất có nhiều mặt như thế, muốn chú ý khắp các mọi mặt, phải tổ chức đổi công. Tổ chức ra phải làm việc thật sự, không phải để báo cáo lên huyện, lên tỉnh mà thật sự không hoạt động. Bây giờ về bình dân học vụ, đồng bào đã cố gắng và có tiến bộ, nhưng còn phải cố gắng hơn nữa. Hiện nay nhiều nơi đã xóa xong nạn mù chữ rồi, tỉnh nhà vẫn chưa xóa xong.
Vậy đồng bào có cố gắng được không? Những nơi xóa nạn mù chữ đều được thưởng quân chương. Đồng bào có muốn được thưởng quân chương không? Nếu có thì phải cố gắng dạy và học. Bây giờ nói đến công trường. Anh em công trường có nhiều cố gắng, đã tiết kiệm mỗi cây số 3 triệu đồng. Đó là tốt. Nhưng một mặt, cán bộ kỹ thuật tính không sát, tính theo cách bảo thủ, quan liêu. Không thấy rằng công nhân, nông dân, họ hiểu. Họ ra sức làm thì tốn ít tiền, nhưng được nhiều công việc. Cho nên chúng ta có thể dùng ít tiền, ít thời giờ mà làm được nhiều công việc nếu chúng ta biết dựa vào công nhân, nông dân. Bây giờ nói về cán bộ. Cán bộ trong cũng như ngoài đảng, trước khi nhận nhiệm vụ, đều hứa hết lòng hy sinh vì đảng, vì cách mạng. Hết lòng là chỗ nào nhân dân cần thì mình đi chỗ ấy. Nếu có người muốn về xuôi, đổi công việc, xin về sản xuất, thế có phải là hết lòng hết sức không? Thế là tự dối mình, là dối đảng, dối nhân dân. Đã là người cán bộ thì không ai muốn dối như thế. Vì thế phải yên tâm công tác. Ví dụ, ở rẻo cao, công tác khó khăn, nhưng chỗ ấy đồng bào, đảng và chính phủ đang cần mình. Mình phải làm, thế mới xứng đáng là người cán bộ. Về kỷ luật lao động, bác nói về hiện tượng đi muộn về sớm. Cơm mình ăn, áo mình mặc là của ai? Là của nhân dân trả lương cho mình để mình làm mỗi ngày 8 tiếng. Nhưng đi muộn về sớm là ăn bớt của nhân dân. Như thế có xứng đáng là người cán bộ không? Ngày nay nhân dân ngày càng tiến bộ. Người cán bộ giúp đỡ hướng dẫn, lãnh đạo nhân dân mà không tiến bộ thì sẽ lạc hậu. Vì vậy cán bộ phải học tập chính trị, nghiệp vụ,